Chúng tôi đang có mặt tại quận 7 Sài Gòn và thưởng thức một loại cà phê thật ngon trước khi bắt đầu một ngày mới làm việc hiệu quả. Hôm nay sẽ là một thử thách khó khăn cho chúng tôi, không phải về chất lượng công việc nhưng về tiến độ thời gian thi công. Và thử thách đó là hoàn thành một tác phẩm vẽ tranh trong vòng một ngày. Và đây là hiện trạng ban đầu, thật sự nó cũng bình thường như những căn phòng bình thường. Hãy theo dõi chúng tôi tới cuối video để thấy sự khác biệt của căn phòng nha. Và công việc đầu tiên là di dời bàn thờ về một góc để dễ dàng cho công việc của chúng tôi hơn. Vì chỉ có một cuộn băng keo thôi, chúng tôi phải cắt nó ra làm đôi. Đi làm mà tiết kiệm kiểu này thì chúng tôi sẽ sớm tậu được nhà, cửa và xe hơi thôi, đúng không? Phần chuẩn bị ban đầu rất quan trọng, chúng tôi phải làm thật kỹ để sau khi làm xong không phải dọn vệ sinh hoặc dặm vá lại nữa. Hãy nhìn xem ông chú của chúng tôi kỹ đến mức bọc từng ổ điện luôn. Nhưng sai cắt rồi chú ơi. Đúng rồi, phải như vậy đó. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành lót nền và phác họa bố cục tổng thể cho bức tranh. Các bạn nhìn xem có biết ông chú đang vẽ hoa gì không? Chú đang vẽ hoa gì vậy? Cậu nhìn mà không biết tôi vẽ hoa gì sao? Hoa này có tên là hoa mắt chóng mặt. Ôi sao hoa này có tên lạ vậy ta? Nhưng không sao, miễn đẹp là được nha chú. Và buổi sáng của chúng tôi đã khép lại nhưng tiến độ công việc cũng chưa đâu vào đâu cả. Và cũng sắp 12 giờ rồi, chúng tôi đang đợi chủ nhà đãi ngộ một bữa ăn cũng khá là ngon. Đó là cơm chiên Dương Châu. Sau khi cơm nước nghỉ ngơi xong thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện thử thách của ngày hôm nay. Và thời gian của chúng tôi chỉ còn nửa ngày nữa thôi để thực hiện xong bức tranh. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Chú có thể làm tốc độ hơn nữa được không? Vẽ tranh thì phải có thời gian chứ, làm nhanh thì sao mà đẹp được. Chúng ta sẽ không kịp thời gian đâu, hãy cố gắng làm nhanh hơn nữa nha chú. Ta đã nói rồi, làm như vậy là nhanh nhất có thể rồi. Chú sẽ có ngày 500k nếu làm với tốc độ nhanh gấp đôi. Ồ, tại sao không nói sớm, tôi sẽ làm nhanh gấp 3. Có một điều rất là thú vị đây. Cuộc đời còn lắm đục trong, bây giờ xin mời chú đối tiếp câu thơ còn lại đi nào. Để ta xem thử. Cuộc đời còn lắm đục trong, tâm ta lúc đục, lúc trong thất thường. Wow, câu thơ đối của chú thật là cảm lạnh. Ê nhầm, thật là cảm xúc. Và tin vui bất ngờ đây, thử thách của chúng tôi sắp sửa hoàn thành. Và bây giờ đây chúng tôi sẽ phải thu dọn hiện trường mà chúng tôi đã bày ra. Như các bạn thấy đó, chúng tôi khá chăm chút vào phần chuẩn bị, nên bây giờ đây chúng tôi dọn dẹp sẽ nhanh chóng thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ phải trả lại hiện trường như cũ cho gia chủ. Về việc di rời, chúng tôi đã phải chụp hình lại để sắp xếp đúng vị trí từng món như ban đầu.